Thưa quý vị, thưa các bạn, là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, với việc triển khai đồng bộ hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sản xuất công nghiệp tăng khá, thị trường trong nước ổn định. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên đã trở thành địa phương có giá trị kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 3 cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2016, sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt khoảng 244.000 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 55,6% kế hoạch năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 10.500 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Đóng góp vào kết quả trên một phần nhờ hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đã được tỉnh triển khai đồng bộ, rộng khắp. Từ khi triển khai chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, đến nay thì Thái Nguyên đã tổ chức 29 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, xây dựng triển khai thành công mô hình điểm bán hàng, tự hào hàng Việt Nam tại thành phố, trung tâm, huyện, thị xã. Hàng năm tổ chức thành công hội chợ xuân, hội chợ triển lãm Đông Bắc, lễ hội chè. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tại địa bàn, tạo cái điểm nhấn của Thái Nguyên là một trong những trung tâm phát triển kinh tế vùng, kết nối giữa các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc, phát huy được cái lợi thế của Thái Nguyên về vị trí địa lý cũng như là sự phát triển của hạ tầng giao thông vận tải trong thời gian vừa qua. Xúc tiến thương mại cũng góp phần thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh. Đến nay đã có 115 dự án đầu tư nước ngoài FDI đang triển khai tại Thái Nguyên với khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Riêng tập đoàn Samsung đã đầu tư vào Thái Nguyên 5 tỷ đô la Mỹ, tạo công ăn việc làm cho khoảng 45.000 lao động. Hoạt động của Samsung đã giúp Thái Nguyên hiện trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 3 cả nước. Trong cái quá trình quyết định đầu tư và triển khai các kế hoạch của mình tại Việt Nam thì chúng tôi cũng đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ hết sức tích cực từ phía chính phủ Việt Nam, các cơ quan ban ngành cũng như là từ phía người dân Việt Nam. Quy mô là một công ty toàn cầu thì công ty Samsung của chúng tôi luôn luôn có cái chính sách là làm như thế nào để có thể là nâng cái tỷ lệ sử dụng các cái doanh nghiệp nội địa của Việt Nam. Với những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2016 và các năm tiếp theo, Thái Nguyên quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thị trường, tiếp tục thực hiện nghị quyết 02 NQCP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, khoáng sản, quản lý phát triển các khu cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến Thương mại, tiếp tục triển khai chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, tổ chức gian trưng bày hàng Việt chất lượng cao với chủ đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2016, tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc tế Việt-Pháp, Việt Nam-Campuchia 2016. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các cái đề án do Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh đề xuất để thực hiện các chương trình thuộc khuôn khổ của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tổ chức các phiên chợ về hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức các cái hoạt động xúc tiến thương mại cấp vùng quy mô lớn, đằng trong đó thì có festival trà của Thái Nguyên mà dự kiến là 2 năm và sẽ tổ chức một lần, sẽ thành một cái điểm nhấn về hoạt động xúc tiến thương mại. Chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn 2016-2020, Thái Nguyên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10-11% một năm, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.100 đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân 9% một năm. Với những hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả, Thái Nguyên đã và đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế theo đúng mục tiêu đã đề ra.